Chào anh em, đêm nay thì tôi đã nhập được lưỡi rồi. Các đồ lăng xê các thứ thì nó đã hết khá lâu rồi, cả cả về mồi cũng thế. Hôm nay tôi mới bắt đầu tôi nhập lưỡi này. Chuẩn về đây. Bắt đầu nhập đồ làm này. Đây là khóa. Hôm nào mà tôi làm xong thì tôi sẽ có video tôi thông báo với anh em. Nào tôi làm mà bắt đầu có đồ ra thì tôi sẽ thông báo với anh em này. Mà anh em nào đó lấy lăng xê thì đăng ký nhá. Ok anh em.